Ok các bạn ơi, anh em lại chào cả bạn nha. Thì một lần nữa trong video này, đầu video này thì em xin phép gửi lời cảm ơn cả bác vì đã xem cái video của em và đã góp ý cho em trong cái video đợt trước là đúng với cái đàn ông này luôn các bạn này. Bởi vì đợt trước là em cũng có quay cái đàn ông này. Và đàn này là đàn 4 câu. Đấy thì trong cái đàn này là cũng có một cái bánh tổ, một cái câu nó cũng hơi đen. Cho nên là cũng có nhiều bác góp ý với em là nên rũ bỏ bật câu đi. Đấy thì sau khi lắng nghe ý kiến của các bác thì em cũng đã nghiên cứu khá là kỹ các bác ạ. Thì nay em quyết định này sẽ mở đàn ông này ra, trực tiên là sẽ xem ông ve như nào. Bởi vì báo cáo các bạn là em có 5-6 ngày nay em bận quá, bận với công việc các bạn ạ, không có thời gian để chăm ông. Và thứ hai nữa là trời nó cũng mưa các bạn, thời tiết nắng mưa thất thường. Đấy, và cái thứ ba nữa là hôm nay cũng tranh thủ được một cái buổi chiều là thời tiết nó tuy là nó lạnh nhưng mà nó không mưa các bạn ạ, không mưa. Nên là sẽ tranh thủ mở cái đàn ông này ra nha các bác. Mở ra và sau đấy là sẽ rũ bỏ bớt một câu đi. Để nó ba câu thôi. Cái thứ nhất là để ba câu để cho nó xây một, cho nó xây vào cái câu mới mà em vừa lao ấy, nó nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là mình rũ bỏ bớt đây. Câu cũ đi là mục đích là để mình vứt bỏ bớt cái câu nó bị đen đấy nha các bác. Để nếu như đàn ông nó muốn xây lại thì cho nó xây cái vào cái câu mới à, cũng như là nó có thể xây vào nó thể sẽ, thậm chí là nó xây ra một cái câu mới luôn để cho nó phát triển nó mạnh hơn nha các bác. Chứ bây giờ mình để câu cũ mà nó bị đen thì con chúa nó sẽ đẻ vào đấy nhưng mà nó sẽ đẻ ít hơn nha các bác. Đây, nó đẻ ít hơn so với là đẻ câu mới. Thì nay là em sẽ mở ra. Mở đàn ông này ra và rũ bỏ bớt cái câu đấy đi nha bác. Ê các bạn này, buổi tối rồi nhưng mà các bạn thấy không? Tối rồi nhưng mà ông nó vẫn đi làm này. Các bạn thấy này. Đấy, gần tối rồi đấy. Gần tối rồi nhưng mà các bạn thấy là ông ve nó đi làm rất là nhiệt tình nha các bác. Úi dồi. Đây các bạn này. Đấy, ông ve ra vào đi làm rất nhiệt tình luôn. Đàn này thực ra như thế này là cũng khá là ổn mà các bác. Nếu như theo em ấy, thì theo em thì như thế này nó cũng khá là ổn rồi. Đấy. Tuy nhiên thì theo ý kiến của các bác là các bác muốn rũ bỏ bớt câu. Rũ bỏ bớt câu thì em cũng sẽ rũ bỏ bớt câu thôi. Đấy. Có nghĩa là chúng ta làm như thế nào đấy cho nó phù hợp thôi các bạn. Chúng ta làm như thế nào đấy để cho cái việc nuôi ong của chúng ta nó phù hợp thôi. Tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi đúng không? Khi mà các bạn nói như thế thì bây giờ em kiểm tra lại các bạn này. Thì em thấy nó cũng hợp lý các bạn. Cũng khá là hợp lý. Ông mình xây ông đực ra đây này. Úi giời ông đực. Thì xây ông đực đi để mà chia đàn đấy đấy. Ông kia mà. Mua người ta mua chia đàn của hắn đấy này. Hắn mua đi về mua chân. Đây chả qua chứ lặng đấy, đây là không khí lạnh đấy chứ.
Trước khi em rũ bỏ một cái câu đấy thì các bác ấy, sẽ cho bác xem cái câu mà câu mới em mới lao nha bác. Câu mới em lao vào cho nó, các bác thấy này, các bác thấy nó xây nhanh không này. Đấy, hai hôm trước em kiểm tra thì gì ạ, thì vẫn chưa thấy nó xây được như thế này đâu, nhưng mà nay ra kiểm tra thì thấy là nó đã xây rồi các bạn này, nó xây rồi, nó xây tương đối là ổn đó nha các bạn. Còn một tí ở bên trên nữa thôi, một tí ở bên trên này là chả qua là do cái chân tưng nó không đến ở trên đấy, vì buổi chiều em có cắt ở bên trên này rồi nên là nó xây kiểu đấy thôi. Mở luôn cái câu thứ câu giữa ra cho các bạn xem này. Các bạn thấy này, nó đã xây ống đực này một loạt này, tạo ống đực một loạt này. Đấy. Tại vì em không có không mang con dao về đây cho nên là khả năng là để cuối tuần này, cuối tuần thì em sẽ xử lý đàn này nha các bạn. Thì còn bây giờ chắc là phải rũ bỏ bớt cái cung ngoài này, nhưng mà thấy cung ngoài nó cũng khá là đẹp các bạn, em thấy cũng tương đối là ổn mà. Cấu bên ngoài này chúa nó đẻ cũng khá đẹp này, cũng khá là ổn, hay là thôi nhỉ. Hay là nên để một thời gian để xem như nào các bạn nhỉ. Tại vì em thấy câu nó cũng khá là ổn mà, chứ đâu phải là đến nỗi gì đâu. Để nhức lên một lần nữa để cho bác xem nhé. Đây bạn này, quân nó vẫn là khá đẹp. Câu này câu cũ cho nên là nó cũng hơi đen một tí thôi, chứ thực tế là câu vẫn đẹp mà, mất cũng khá nhiều rồi các bạn ạ. Ok, thôi như thế thì có khả năng là em sẽ theo dõi cái đàn này thêm một thời gian nữa các bác ạ. Thì tạm thời là em sẽ để như thế đã, để thêm một thời gian nữa xem sao. Bởi vì bây giờ là thấy cổ ống nó cũng khá là đẹp, chúa nó đẻ cũng nhiều các bác, cho nên là chắc là em để một thời gian nữa đã, rồi sau đó có vấn đề gì thì em sẽ thay sau nha. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo em. Chào các bác.